Xin chào các bạn đến với kênh kỹ thuật điện. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà đặt cái hộp bốc trước khi người ta đổ bê tông các bạn. Để xe này mình lắp cái đèn âm trần bê tông luôn á. Đèn âm trần bê tông lúc trước mình cũng đã nói cho các bạn xem rồi đó. Mình đã quay, giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Đây, mình đã đặt trước rồi. Đây thì ống đó là phi 90 nha các bạn. Đây này. Đây cái hộp này phi 90 nha. Xe này mình sẽ lắp cái đèn 90 á, phi 90 luôn. Như cái trần này thì mình đặt 6 cái. 8 cái đúng rồi. Đây, phi 90 đây. Dây thì mình cũng đã kéo luôn rồi. Ở dưới đây là đèn max S nha các bạn. Đó, phi đó phi 60 nha các bạn. Đèn nhỏ. Còn đèn trần đây là phi 90 này. Từ hồ đây người ta tô ấu á. Tô ấu nên đèn thì xe này đó mình sẽ test lại. Bây giờ mình xuống mình sẽ quay những cái đèn trần cho bạn xem. Thì ở đây mình đã chôn đế hết rồi các bạn. Chôn đế, chôn trạm hộp kỹ thuật các bạn. Rồi mình sẽ đấu nối ở trên đó. Mình chôn hết rồi. Đây, chỗ đây thì nó sẽ có 3 bán đèn mấy hết. Thì công tác đâu kém, đế đều mình chôn rồi. Thì ở đây người ta không dám gặp. Đó, các bạn thấy không? Mình bố trí đèn trần. Thì sẽ có một đèn ở trên giữa nữa. Và cái trần này là 8 cái đèn trần nha các bạn. Trần này đây là mình sẽ nói về cái chỗ đây là chỗ tủ điện nha các bạn. Đó. Phía trên đây là cũng bén trần luôn các bạn. Đây là người ta chưa tô và bén âm trần hết. Đây mình chưa bén âm trần hết nha các bạn. Thì sẽ có bén đèn tường nữa, mình chêm vào đó bén đèn tường, bén đèn trần này để trang trí cho nó, bén đèn tường để tiếp á. Mình sẽ bắt hai bên rồi. Đây là cái quạt nha bạn, mình chôn cái đế đó là để mình gắn ổ kém á, để làm quạt á. Khi mới bước vô là chỗ đây là tủ điện nha bạn. Mình sẽ lên trên vàng, mình sẽ cho các bạn xem cái hộp mình vô mình đã đặt trước khi mà người ta đổ bê tông. Này đặt cũng dễ nha các bạn, nhưng không có khó khăn gì hết. Đặt xuống mình lấy kiếm mình ép xuống, hoặc là ép xuống nền nó phi đó, phi 90 á, dây này mình cũng đã kéo rồi. Đây trần này người ta chưa tô nên các bạn thấy cái hộp nó đẹp vậy á, tròn đẹp vậy á. Còn mấy thợ hồ nó ảo lắm, thợ hồ tô xe này mình phải hái lại. Có khi là lâu mua bia cho người ta uống nữa. Dây mình cũng đã kéo hết rồi. Đó, trần, em đi trần. Cái này điện các bạn.